Đây, xin thưa với các bác, báo cáo các bác, tối hôm qua là cố làm video cái này nhưng mà đêm hôm đục đẽo không tiện thì con bỏ dở đây. Và tối hôm qua có phun cái kích thích da rễ nảy mầm Atonic ấy. Cái dung dịch Atonic ấy, lỏng ấy. Và pha nước ra thì ta tưới vào thân và tưới vào gốc rễ. Đấy, thì trình bày lại hôm qua có thể các bác xem đêm nó sẽ khác ban ngày của nó đây. Và trước khi sở hữu là nó như này. Đúng nhỉ? Ở đây chứ. Tôi đây như này. Đây, đúng rồi. Vừa nãy cắt bỏ một miếng đây rồi. Như này. Đấy. Thấy nó kỳ cục quá, nó ngọn nó ở đây, chuyển cổ âm đúng đây thì nó rõ ràng rồi. Nuôi thêm phần này đâm hơi cao là không rõ, không thoát được ngọn thì tôi đây các bác xem góc mặt, một cây rất là đầm, rất là hay. Đấy, tìm qua đây cái đoạn này nó đơ đúng không, ngọn tách biệt đây rồi đúng không, tự nhiên có một cái cao nên nó kỳ làm sao ấy. Tất nhiên là sau này xử lý cũng được, bây giờ này muốn làm triệt để luôn đấy, cái chỗ này. Đấy, chứ còn chỗ này thì sau này sẽ bóc miếng này đi nữa, nhưng mà phải cho nó bò bớt cái sẹo này lại thì mới bóc được. Nếu bóc luôn thì nó toang hoác. Cơ bản trình bày lại các bác là cây này là một cây khá là lành lặn, nhưng mà chủ thì là có sở thích đam mê đục, nhưng bác đục rất là đẹp, đồng ý là đục ok. Đấy, nhưng mà mỗi người một sở thích, các bác còn chỗ nào mình lỗi thì quá thì mình đục thôi. Cơ bản là mình muốn nó lành lặn, nhưng mà cây này đục ra thì cũng rất là hay, rất là hay, kỹ thuật đục tốt thì xử lý được cái phần cổ ngọn rồi. Còn phần này thì làm sau, vì nó ở mặt sau nhưng mà là cũng là mặt chính diện ấy, bỏ đi cho nó nhẹ bớt cái đầu ở chỗ này thôi, nó lên như này nó bê xuống là vừa. Đấy, cái chỗ này là phồng ra, phồng cây ra. Đây, cái này thì bỏ đi, ý nó dâm xuống được một cây mini, sống thì sống, chả sống thì thôi. Nếu mà dâm đàng hoàng là sống các bạn, sống và full Atonic rồi, già này sống ngay mà. Cái mùa này cứ ủ cát dâm cát hoặc là cái sơ dừa này ẩm, ban đầu nó cần gì phân đâu, chỉ cần ẩm là sống, sống xong người ta đem đi trồng. Cây đẹp không các bác, chân cẳng rất là đẹp. Rồi thì bây giờ xử lý thêm một tí, hôm qua mới đục được thêm một tí đây, cái đục của mình lại hơi kém, cũng hơi lem nhem. Đấy, một tí đây nữa. Đấy, và đục cái cổ này giật cấp trên đây rồi, vét nó lượn một tí như này các bác nhé, cho nó mềm cái cổ này, xong móc vào đây, ra đây. Đấy, để cho nó hài hòa cái chỗ cái thớt này. Đấy, chỗ này thế, xử lý cho nó nhẹ bớt đi các bác nhá. Ok, làm thôi. Nhìn rõ không?
mới trồng quá, lay gốc không sao, để mấy hôm nữa bén rễ là lay là mệt. Thank you.
Rồi. Bây giờ bỏ đấy ngon này. Rồi, ok. Thế rồi các bác. Rồi, bây giờ cho nó yên vị thôi. Đây các bác, tôi sẽ xử lý, đã xử lý khá êm ái mềm mại rồi. Nên mặt chính của nó đây. Mặt chính của nó đây. Đấy. Để bãi rất thích. Quan trọng nó là hàng hàng chậu và nó đục thôi, chứ không phải là hàng đất đục ấy. Hàng đất đục thì vứt đi thôi, không nuôi được. Đấy, nó như này. Bác tưởng tượng bây giờ không dựng được nữa rồi. Như này. Cái cổ như thế này. Đấy, giờ nó thành như thế này. Đấy. Thấy ổn không các bác? Ổn không? Nó rõ cái cổ ngọn này rồi. Và nó, đây nó là cái phần phân tách này. Phần thịt của thân này. Thịt của thân nó bè bè đây. Đây là phần cảnh, chi. Đục chỗ này tôi cũng khá là ưng. Không quá đau mà lại vẫn giữ được cái phần da này. Đấy. Nó hài hòa. Hài hòa lợi ích. Đấy, khi cái này phồng ra. Khi này phồng ra thì sẽ xử lý tiếp một số chỗ đây nữa. Cho cái này nó thật dẻo. Nhưng cái này nó phồng ra, nó phi tay phồng ra đây thì tự nó méo chỗ này nó sẽ tự đẹp, có khi chẳng phải đục nữa. Chỉ có tí chỗ này thôi. Thế thôi, còn một tí chỗ này nữa thôi. Là xong. Cây này bây giờ yên vị. Cái trùng, cái thùng xốp này, cái thùng xốp nó hơi mềm quá, cho nên nhấc lên nhấc lại là phiền lắm, nó cứ bừa đất ra ấy. Nó toang ra ấy. Nó không ổn định được cái đất này, cho nên là thôi mình cố gắng làm triệt đề để sau không đụng vào nó nữa, chứ không hoặc không thì thay luôn chậu đẹp xong ủ phân lên. Những cái này người ta trồng sẵn rồi thì tôi không gỡ ra nữa. Đấy, với có lợi, với lại cũng chưa mua được, đi mua chậu được. Đấy các bác, khá là ưng ý cái vết đục vừa rồi. Rồi ok, cảm ơn các bác theo dõi nhá. Đấy, trên xuống phát này. Trên xuống một phát. Đục miếng này rất dẻo này. Dẻo hơn cả mấy miếng này chứ. Đục tôi thì tôi yêu cầu thẩm mỹ nó khá cao và sạch sẽ, cho nên là nhiều khi nó tỉ mỉ hơn. Đấy. Cảm ơn các bác. À đây, giới thiệu các bác là cây này bây giờ ưng ý quá. Cái nó có cái mắt này đúng chỗ này. Chắc các bác nhìn nó hơi bé, nhưng mà đây thôi, các bác chưa nhìn thấy được, nó đúng chỗ này. Đấy, một cây cây trực trượng, ô, rất đẹp. Ô, mất nét. Đó, các bác nhìn cây cực kỳ giá trị nhé. Sau đây các bác sẽ xem, sẽ thấy nó giá trị như nào. Quan trọng là được cái thân cốt, thân bệ lành lặn, bệ bãi đẹp, thân trực hoàn hảo. Rồi, cảm ơn các bác nhé. Hôm nào sẽ làm riêng video cây này.